nghèo nhưng không hèn. 1. Dù nghèo khổ đến đâu cũng đừng bao giờ mượn tiền rồi biến em ất. 2. Đừng bao giờ để anh em ất sự tin tưởng của người khác đối với mình. Được ai đó tin tưởng, chứng tỏ trong em ất họ bạn có giá trị nhất định. 3. Dù có việc gấp cũng phải nói rõ ràng, đừng im lặng bỏ lơ, dù chỉ là một cuộc hẹn. 4. Làm người phải đường đường chính chính, làm việc nên minh bạch rạ chấm tròi. 5. Dù khó khăn thế nào cũng nên giữ trọn lời đã hứa. 6. Nghèo khó, trắng tai nhiều khi không đáng sợ bằng em ất hết uy tín, danh dự. 7. Đường cùng bí lối nhiều khi không ng.uhi, ểm bằng dám làm mà không dám chịu. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.